Xin chào mừng quý vị, các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Auto. Với những chiếc xe rẻ, ở đâu xe rẻ xe tốt, ở đó có Vũ Duy Auto. Và thưa quý vị các bạn, hôm nay thì em Vũ Duy Auto lại tiếp tục về cửa hàng một chiếc Toyota Vios bản E sản xuất năm 2017. Một chiếc xe rất là đẹp luôn, đăng kiểm đến tận tháng 5 năm 2022, lăn bánh được 7 vạn rưỡi. Và thưa quý vị các bạn, sơn si của xe thì rất là đều luôn, cực kỳ đẹp. Một chiếc xe màu vàng cát, nét lừ luôn. Con này thì hệ số an toàn rất là cao, với túi khí này, rồi phanh ABS này, phanh đĩa trên cả 4 bánh, lốp láp thì vẫn còn rất là dày dặn nữa các bác nhá. Sử dụng 4 quả lốp Bridgestone, lốp láp, lốp là sao nào? Con này thì là lốp 185, 60 vành 14 và 15. Vâng, thưa quý vị các bạn, lốp láp rất là dày luôn, vẫn còn nguyên, rất là đẹp. Được chủ nhân giữ gìn rất là cẩn thận. Xe đi thì cũng tương đối khá là nhiều, thế nhưng mà về chất xe thì vẫn còn nguyên luôn. Gầm bệ cực kỳ chắc, sơn si đều. Vâng, cam kết cho quý vị các bạn là xe không có đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước. Máy số zin vẫn chưa ra và hệ số máy thì cực kỳ ngon. Không ngập nước thủy kích nha các bác nhé. Vâng, và sơn si thì các bác có thể nhìn cùng em Vũ Duy Auto về chiếc xe này. Sơn si rất là đều luôn, đều đẹp này. Form dáng nét này, tôn vỏ mỏng te. Vâng, với cái giá tiền chỉ có 368 triệu đồng thì đây là một mẫu sedan phân khúc hạng B rất là đẹp cho quý vị các bạn, cho gia đình. Một chiếc xe số sàn. Vâng, nội thất ghế da trần cực kỳ đẹp luôn. Đã được gắn camera hành trình cũng như là camera lùi, rất là an toàn. Máy móc thì chạy cực kỳ êm chất và tiết kiệm nhiên liệu, với mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này rơi vào tầm khoảng 7 lít trên 100 cây. Là một mức tiêu thụ rất là đáng đồng tiền bát gạo. Một mẫu sedan đời 2017, form của nó rất là đẹp luôn các bác nhé. Form đầu bằng mạ chrome, rất là đẹp. Logo Toyota nổi bật luôn. Và quý vị các bạn có thể nhìn, chiếc xe mang biển số Hải Phòng 15A40298. Con này thì là biển số gốc là Quảng Ninh các bác nhé, nhưng không có biển số gốc Hà Nội. Nên là các bác nào mà mua xe này, nếu ở trên Hà Nội thì xác định rõ là thêm 20 triệu tiền biển. Thế còn đâu về Bắc Hải Phòng hay là Quảng Ninh hay là tất cả các vùng không phải là thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội, thì đây là một chiếc xe tốt cho quý vị các bạn, với tầm giá khá là mềm, chỉ 368 triệu đồng thôi, rẻ hơn thị trường đến gần 20 triệu rồi. Bên em thì cam kết về độ chất của xe cũng như là giá cả là mềm dẻo nhất thị trường. Những ai yêu thích những cái dòng xe này thì hãy đến cửa hàng của em. Vâng, và đấy quý vị các bạn có thể nhìn phần cản trước này, sơn si rất là đều luôn. Đèn gầm thì hơi ố theo thời gian rồi, cái này được chủ cũ cũng không giữ gìn lắm. Thế nhưng mà cái này thì có thể là một là thay, hai là ta đánh bóng lại thì quá là tuyệt vời rồi. Còn bầu đèn thì không có gì phải nghĩ ngợi luôn. Lốp láp 185, 60 vành 15, lốp dày, sử dụng vành la răng 8 chấu của hãng. Và con này thì lốp mới thay luôn, lốp 2020 nhá các bác nhá, thay đầu năm luôn. Cua lốp sạch sẽ, lốp láp dày dặn. Vâng, 7 vạn rưỡi thì đương nhiên là phải thay rồi. Được cái là chủ cũng khá là chăm chút về phần lốp này. Thế còn lốp đằng sau thì em thấy cũng tương đối. Con này xi nhan kết hợp trên tay gương, gương kính cụp xòe. Cửa nẻo thì chắc chắn, tôn vỏ mỏng. Cam kết cho các bác không phải nghĩ ngợi luôn. Xe thì cũng tương đối khá là đẹp. Vâng, dày dặn, chất chắc. Và đây quý vị các bạn có thể nhìn là phần tappy của xe này, rất là đẹp luôn. Tappy sạch sẽ. Cửa cổng, 4 cổng điều khiển kính một chạm của chiếc xe hoạt động hoàn toàn bình thường. Kính lên xuống hoạt động ok. Đấy, và các bác có thể nhìn này, chất cửa này, cửa lên xuống hoạt động hoàn toàn bình thường luôn. Và nội thất ghế da của chiếc xe thì cũng tương đối khá là hài hòa, sờ thì rất là chắc. Vâng, nội thất da màu kem khá là chắc chắn. Trần thì đã được bọc 3D để cho nó sạch sẽ rồi. Vâng, trần nỉ của nhà sản xuất thì nó hay bị bẩn, bắt bụi. Thế nên là bên chủ cũ người ta đã bọc lại trần, không vấn đề gì, cam kết cho quý vị các bạn luôn. Vâng, về chất cửa thì các bác có thể nhìn tappy sạch sẽ, không khoan đục nhá. Con này thì không có taxi dịch vụ gì cả nên các bác thực sự là yên tâm. Cửa nẻo thì lên xuống đây. Bản lề, bản liếc các thứ thì các bác có thể nhìn này, đẹp luôn này, chưa có dấu hiệu cậy mở gì cả. Chưa có caleto vít gì cả. Đấy. Rất là đều. Keo chỉ nét này. Keo chỉ rất là nét luôn. Keo chỉ đồng đều, nét căng. Vâng, thời tiết hôm nay rất là nắng, thế nên là quay xe rất là dễ dàng. Các bác nhìn cứ kỹ chừng từng chi tiết một, chả có cái gì phải nghĩ cả. Xe rất là đẹp luôn, đồng đều, sơn si nát. Mà tất cả đèn của chiếc xe thì đã được ốp thêm cái phần mạ chrome rồi, nên là cũng rất là phong cách và sáng láng luôn các bác nhé. Nên là mình về cũng chả phải làm gì cả, chỉ có việc là đi thôi, ngồi lên, đổ xăng và đi thôi.
Đấy quý vị các bạn có thể nhìn đèn bên hậu cũng như của bên tài cũng như bên phụ thì rất là đều luôn, bóng thì căng trong và đều là đèn zin cả. Thế còn đây là camera lùi cho các bác nhá. Những bác nào yếu tim, trình độ lái chưa đủ thì đây là một cái bằng chứng sống cho các bác để các bác có thể yên tâm khi mà mình lùi thẳng luôn, sát sàn sạt. Đấy, thế còn phần cản sau của xe thì các bác có thể nhìn là phần cản sau sơn xi rất là đều luôn này, nét căng này, đều đẹp, không có lỗi lầm gì luôn nhá. Đấy các bác nhìn này, rất là đều luôn, cản sau rất đều. Con này thì cốp thì có thể là mở bằng chìa ở phía trong và hoặc là bằng chìa bên ngoài. Thì bây giờ thì em sẽ mở cho các bác xem. Tôi mở cốp này, đấy các bác mở lên. Đấy, cốp thì mở rất nhẹ nhàng nhá các bác nhá. Và keo chỉ của cốp thì các bác có thể nhìn keo chỉ này không mất một phân ni nào luôn này. Ốc chưa tháo mở này. Đấy, rất là đều luôn này. Keo chỉ rất là đều, cốp cáp thì chuẩn chỉ không mất một phân ni nào. Đấy. Thế còn phần kính của xe là zin nhá các bác nhá. Các cái phần đinh hàn của xe thì vẫn còn nguyên. Đinh hàn rất là đẹp, bầu đèn này các bác nhìn này. Đấy, đánh giá những cái chỗ mà có thể dễ gây đâm đụng nhất thì đây là những chỗ rất là đẹp ở trên chiếc xe này. Đấy. Xe rất là nét. Vâng, với tầm tiền 368 triệu đồng kiếm đâu ra được chiếc xe thứ hai như thế này đâu, về độ chất cũng như là về độ bền bỉ. Đấy. Lốp sơ cua thì rất là đẹp, lốp sơ cua gần như là chưa hạ, lốp Yokohama hàng nguyên bản luôn của hãng nhá, 185/60/15. Đồ nghề thì đầy đủ, không thiếu một cái gì. Đấy, đã được lót sàn chống ồn rồi này. Xốp này, đấy, xốp đầy đủ luôn và sàn rất là khô. Sàn khô ráo luôn các bác này. Đấy, không có hàn mục gì nhá. Xe được giữ gìn rất là cẩn thận và đặc biệt là nỉ của xe còn nguyên này. Đấy. Các bác nào xem xe nhiều thì các bác biết rồi, cứ như thế này là quá là tuyệt. Kiếm đâu ra được. Vâng. Hàng hiếm, cốp đóng mở thì chắc chắn luôn. Đấy. Và đây các bác nhìn cửa này. Các cái phần khe cửa này khít khít luôn này. Đấy. Khít khít luôn. Không lỗi lầm, cam kết cho các bác xe không có lỗi lầm. Đấy, tôn thì cực kỳ mỏng luôn nhá. Riêng tôn của Việt Nam các bác biết rồi, chất tôn cực mỏng luôn. Thế còn tapi thì các bác nhìn rất là sạch sẽ luôn này. Tapi cực kỳ sạch sẽ, keo chỉ nét không mất phân ly này. Đấy, khóa trẻ em hoạt động hoàn toàn bình thường nhá. Bác nào không biết thì đây, ấn xuống này thì là trẻ em ở bên trong không thể mở ra được nữa. Còn kéo lên đây thì có thể mở từ bên trong. Đấy, là một cái tính năng an toàn của những chiếc xe, mà đặc biệt là bác nào mà đi chở các phụ lão, phụ nữ thì nên để cái chế độ đấy để tránh cái trường hợp các bà mở ra phát cái đằng sau tông lên là hơi nguy hiểm. Đấy, thế còn đâu các bác nhìn về phần chất của xe ở trong này. Đấy, nỉ này, rất là đẹp luôn. Con này thì em thích được cái bộ trần nỉ 3D này. Và trần da 3D của nó rất là sạch. Ngồi thì không phải lo cái chuyện bẩn trần. Đấy, giữ gìn rất là cẩn thận luôn. Phần sàn thì các bác nhìn này. Đấy. Sàn này thì có thể mình lót thêm sàn xoắn vào đây cũng được. Còn đâu sàn cao su thì nó cũng gọi là tương đối thôi. Lốp bên này, lốp Briton. Lốp này thì hơi cũ. Lốp này thì nói chung là thưa quý vị các bạn, em đánh giá con lốp này phải nói là cũng hơi kém thật. Lốp 2018 nhưng mà phải nói là nó cũng hơi kém do thời gian. Nhưng mà được cái là đấy, về độ chất thì không có phải nghĩ. Cái này thì còn đi được phải 4 năm nữa thì mới phải thay nhá các bác nhá. Đấy, phanh đĩa này. Cái đạp phanh ABS nét lừ này. Cua lốp này, sạch sẽ luôn này. Đấy, cua lốp rất sạch luôn nhá. Và gầm bệ thì các bác có thể nhìn này. Sáng láng nét căng luôn. Gầm này, cực kỳ sáng luôn. Khô ráo, sạch sẽ, không mục mọt nhá. Vâng, con này thì đi ở... Ái chà, chết rồi. Lại khách gọi rồi. Thôi tí nữa em nghe sau. Đấy, quý vị các bạn có thể nhìn tapi cánh trên này. Đấy, rất là sạch sẽ này. Tapi sạch sẽ, chưa có một dấu hiệu gì chầy hoặc là mòn cả. Đấy, rất là sạch luôn. Kính điện lên xuống hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, đã được dán phim cách nhiệt rồi nhá. Những bác nào thích tối tí nữa thì các bác có thể dán thêm lớp thứ hai. Thế còn keo chỉ này. Đấy, nét lừ luôn. Đấy, keo chỉ rất là nét luôn. Sơn xi đồng đều, ốc áp chuẩn chỉ. Đấy quý vị các bạn có thể nhìn phần tapi của xe này, cực kỳ sạch sẽ luôn nhá, được giữ gìn rất là cẩn thận luôn. Mà chủ cũ rất là cẩn thận đến mức độ lại còn cam hành trình này. Đấy, khuyến mại luôn bộ cam hành trình cho các bác, trị giá đến 1.500.000 đồng. Vâng, những bác nào mà yêu thích đi nhiều mà cần cam hành trình thì xe này là quá tuyệt vời, không phải nghĩ ngợi gì luôn. Bộ dàn của chiếc xe thì là dàn 6 đĩa, nét căng luôn này các bác ơi, zin chính hãng luôn nhá, chưa có lắp độ màn gì cả. Đấy,
bác nào thích hàng zin, hàng đẹp thì đây có một chiếc xe như vậy. Đấy, thay còn số thì đã cũ theo thời gian rồi, thế nhưng mà em thấy vẫn còn mới, gần như là xe mới tinh luôn này. Đấy, quý vị các bạn có thể nhìn ạ. Vâng, táp lô táp ly sạch sẽ. Và đây, hộc đồ này rộng rãi luôn này. Đấy, hộc đồ rất là rộng rãi để thoải mái đồ luôn. Để chân cũng rất rộng. Và cái dòng này sedan phân khúc hạng B nên là xe nó rất là dài, trường xe luôn. Nó không ngắn như mẫu Vios 2010 đến 2012 nhé các bác nhé. Nên là đi những chiếc xe này thì quá là đầm chắc rồi. Đấy, gầm bệ thì chắc chắn, cửa nẻo đóng chắc chắn luôn. Đấy, và một chiếc xe rất là đẹp đang có mặt tại Vũ Duy Auto và chỉ có 368 triệu đồng thôi. Bằng giờ tầm hè thì bên em bán những chiếc xe đời này nó rơi vào gần 400 đến hơn 400. Thế nhưng bây giờ chỉ có 368 triệu đồng đã có ngay chiếc xe nét lừ này rồi. Máy móc thì zin nguyên bản luôn, chả phải nghĩ nữa gì cả, mua về thì quá là ok. Đấy, con này thì lăn bánh được 7 vạn rưỡi rồi các bác này. Lăn bánh 7 vạn rưỡi nhá. Xe thì rất là chất luôn, không lỗi lầm. Túi khí cho người lái trên vô lăng, tay vô lăng thì cực kỳ mới này. Được bọc vô lăng rồi nên là xe rất là mới luôn. Rồi, em đi đời nổ chiếc xe các bác nhìn kỹ nhá. Đấy, các bác nghe tiếng nổ các bác biết chất xe như thế nào. Thế còn cam kết cho các bác là không có lỗi lầm này. À, không một lỗi lầm gì luôn này. À, gạt mưa này, đầy đủ luôn. Thiếu mỗi cái là nước thì không xanh, mà nước này là nước ui, chủ tiết kiệm quá. Cái này mua thêm bình nước nữa thì quá là tuyệt vời. Thế còn đây là camera lùi kết hợp camera hành trình này các bác này. Đấy, độ chất của xe thì nhìn vào khoang máy thì các bác có thể biết. Con này máy trắng nhá. Vâng, dòng máy trắng 1.5 rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Mức tiêu thụ nhiên liệu 7 lít trên 100 cây. Là một mức tiêu thụ... Ái chà, cốp này có vẻ là hơi mở, nó hơi bị rắt một chút. Đây, mở cốp đây các bác nhá. Đấy, em nhìn đi rồi, mở đi rồi. Vâng, quý vị các bạn có thể nhìn đây là động cơ 1.5 sử dụng công nghệ VVTi của Toyota. Con này cam kép luôn các bác nhá. Và máy thì cực kỳ ngon, em không thèm mở cái này nữa đâu. Cam kết cho các bạn là không hơi thừa. Máy số zin chưa ra, máy số chưa mở một chút nào luôn. Máy chạy cực kỳ êm chất và được bảo dưỡng bảo trì định kỳ thường xuyên tại Toyota Hải Phòng, một cửa hàng uy tín lớn của thành phố Hải Phòng. Đấy, xe thì rất là chất luôn. Và đấy các bác nhìn này, các cái phần đầu của xe này rất là nét, đặc biệt là phần đèn, minh chứng của những vụ tai nạn là không hề có một tí nào luôn. Đèn đẹp căng luôn này. Đấy, nét căng nhá, nét căng từng cm. Đấy, những ai yêu thích cái dòng xe như thế này, giá mềm oặt như thế này thì hãy alo ngay cho em. Vâng, một chiếc xe màu vàng cát rất thích hợp phong thủy cho những bác nào yêu thích màu vàng. Đó, các bác nhìn này. Đấy, keo chỉ này. Nét căng luôn này. Đấy, keo chỉ đều luôn nhá. Capo nét lừ. Và đặc biệt là thảm nỉ của xe thì vẫn còn rất là sạch sẽ. Đấy, máy số chạy cực êm. Đấy. À, đâu rồi? Xem phần ABS nhỉ. ABS của xe thì nó nằm ở bên này các bác này. Đấy, các bác nhìn này, ABS đây. À, một phần rất là an toàn và đặc biệt là cục ABS này là nó rất là giá trị luôn. Đấy, các bác nhìn ốc này, rồi đấy, ốc zin chưa ra, máy số chạy cực kỳ êm mượt luôn. Đương nhiên là có bảo dưỡng bảo trì định kỳ thường xuyên rồi. Thế nên là chả có tội gì mà không phải nghĩ. Vâng, một chiếc xe nét căng, máy móc chạy êm, mượt mà, không lỗi lầm, không dầu mỡ. Đấy, các bác nhìn gầm này. Đấy, gầm bệ không có màu dầu mỡ tí nào nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Vâng, thưa quý vị các bạn, vừa rồi thì em Vũ Duy Auto tại Quán Toan Hồng Bàng Hải Phòng cũng đã giới thiệu quý vị các bạn một chiếc Toyota Vios bản E 2017 đẹp đến từng cm một với cái giá vô cùng yêu thương. Chỉ có 368 triệu đồng đã có ngay một mẫu sedan phân khúc hạng B cực kỳ đẹp, gần như là phân khúc C rồi. Và những ai yêu thích cái dòng xe giá rẻ, tuyệt vời, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ chỉ có 7 lít trên 100 cây mà được mẫu sedan đẹp thì hãy alo ngay cho em. Vâng, một chiếc xe tuyệt vời đang có mặt tại Vũ Duy Auto. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau. Và chúc quý vị các bạn chọn cho mình được chiếc xe ưng ý, chiếc xe ưu thích. Xin chào quý vị các bạn.